Xin chào tất cả các em Chào mừng các em đến với chiến dịch ôn thi học kỳ 1 của học văn chị Hiên Trung học cơ sở Bạn nào đã lên học cùng với chị rồi thì hãy để lại lời chào với chị ở dưới phần bình luận nhé Ok không nào? Các em ơi, Ừ, vì biết rằng là tình hình ôn thi học kỳ của các bạn cũng đang gặp rất nhiều những cái khó khăn Cho nên là bên cạnh một khóa học ôn thi học kỳ dành cho những bạn mà quyết tâm học cùng với chị Thì học văn chị Hiên cũng mong muốn mở ra một chiến dịch Để cho chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau Chúng mình ôn tập trong những ngày, trong khoảng độ 4 đến 5 ngày thôi nhá Thì trong toàn bộ những ngày đó chúng ta sẽ khái quát lại những kiến thức ở trong học kỳ 1 Để cho các em có thể yên tâm chúng mình đi thi hơn, được không nào? Ừm, ok, đã có những bạn đầu tiên lên xem cùng với chị rồi này Được không nào? Ok chưa? Bạn nào đã lên xem rồi nhỏ? À, xin chào Khánh Linh, xin chào các em <laughs> Bạn nào đã lên xem phần phát trực tiếp này rồi thì để lại lời chào với chị ở phần bình luận nhá <laughs> Ok, à em hóng chiến dịch lắm à Ừm, rồi Ok các bạn nhé Ừ, xin chào Quý, xin chào Nguyễn Hùng Xin chào Thùy Dương ừ, Xin chào các bạn Rồi các em ơi Chiến dịch này ấy, để có thể đồng hành được cùng với nhiều bạn Và có thêm cái không khí, cái sự quyết tâm của chúng mình ấy, Thì mỗi buổi phát trực tiếp Chị sẽ chờ, để, chờ đợi đến bao giờ mà các bạn đủ khoảng độ 100 bạn vào xem Thì chúng ta sẽ bắt đầu học buổi học hôm đó Đồng ý với chị không nào nhá, Để chúng mình quyết tâm cùng nhau học tập Để vượt qua cái kỳ thi học kỳ này nhá Được không? Ừ. Rồi ok Xin chào Huỳnh Như, xin chào các em Nhanh chóng tăng bạn bè vào học này Chia sẻ giúp chị phần phát trực tiếp này được không Nhớ ừ. Và các bạn khi mà chúng mình uh, Tham gia đầy đủ chiến dịch này này Thì ở cuối chiến dịch chúng ta có một bộ tài liệu Đầy đủ để cho cung cấp với các bạn Để các em ôn tập dễ hơn Được không nào Nhớ Chia sẻ giúp chị phần phát trực tiếp này Và gọi các bạn bè của mình vào học Được không <laughs> Ok Rồi Uhm. Yeah. các bạn ơi chúng mình phải cùng nhau học tập thì cái không khí và cái sự quyết tâm của chúng ta sẽ cao hơn từ đó thì chúng mình có thêm động lực để học tập bây giờ mà chúng mình học một mình ý thì xong rồi có những cái thắc mắc thì có thể là lúc đấy chị chưa kịp trả lời thì chúng ta có thêm bạn bè để chúng mình trao đổi đúng không nào tốt hơn rất là nhiều đó cho nên là nhá, các bạn hãy cố gắng gọi thêm bạn bè của mình vào học này, được không? Giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này vừa để cho các em có thể lưu lại, lưu lại toàn bộ những buổi phát trực tiếp ở trong chiến dịch và cũng có coi đó như là một cái đề cương để chúng ta ôn tập cho kỳ thi học kỳ này nhá. Ừ, à Quỳnh Anh Mai em thi à Rồi ok, thế thì cố gắng tham gia cùng với chị Trong suốt phần phát trực tiếp này Chị sẽ ôn tập cùng với các bạn những tác phẩm Thuộc nền văn học Việt Nam hiện đại Mà chúng ta được học ở trong học kỳ 1 các em nhé Ừ, chúng ta được học trong học kỳ 1 Những tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại nào Thì chị sẽ ôn tập cùng với các bạn Trong buổi học ngày hôm nay Ok không ừ. <laughs> rồi ok, xin chào Hiền Đặng Rồi cũng đã khoảng 70 bạn vào xem rồi này Giúp chị nhé khoảng độ 100 bạn vào xem thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay được không? Ừ. Ok, xin chào Hải Yến, xin chào các em. Chị đã chuẩn bị ở đây những cái phần nội dung để có thể trao đổi cùng với các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Yên tâm là sẽ không bị quá tải cho chúng mình đâu. Yên tâm là sẽ không bị quá tải mà những buổi học trong chiến dịch này sẽ nhằm mục đích là à khảo sát lại toàn bộ những cái mục kiến thức mà chúng mình đã được học ở trong học kỳ 1 này, trao đổi với các bạn những cái phần phương pháp để làm bài được không nào thay vì là cứ thúc đẩy các bạn phải học thuộc lòng những cái phần kiến thức rất là dài và dễ nản ấy thì chúng ta ngồi lại với nhau trao đổi với nhau như thế này trả lời những câu hỏi mà chị đặt ra thì đó cũng là một lần chúng mình tự học thuộc lại rồi đấy được không chúng mình tự học lại ừ uhm. được không nào ừ ok xin chào phạm nhàn ừ xin chào hồng sơn xin chào các em <laughs> mai kiểm tra học kỳ đúng rồi đó đây đúng là cái đợt mà các bạn đang thi học kỳ đấy nhở ừ uhm. ok <laughs> Nhớ được không nào các bạn đồng ý với chị không nhanh chóng nhanh chóng chia sẻ giúp chị phần phát trực tiếp này và gọi bạn bè của mình vào học nhá à vũ lộc này à ok xin chào vũ lộc vũ lộc xem xong phần phát trực tiếp này thì cũng thu xếp thời gian để xem lại video ở trong uh, lớp học của chúng mình nhá bạn vũ lộc là một trong những bạn ở trong khóa học ôn thi học kỳ cùng với chị khóa học cũng đang đi vào những buổi cuối cùng rồi <laughs> ok không nào À về sơ đồ tư duy thì chị cũng đã có riêng một cái chiến dịch về vẽ sơ đồ tư duy rồi thì hiện đặng em có thể vào lại fanpage và em vào phần video ở phần trên fanpage ý Đó thì những video đó đã được lưu lại cho nên là em có thể xem lại phần đó nhá. Ừ ok. À xin chào Bích hợp, xin chào Quỳnh Anh. <laughs> Đâu nhanh chóng nào đã hơn 80 bạn vào xem cùng với chị rồi. Đâu không? em giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá. <laughs> Mỗi buổi học của chúng mình sẽ kéo dài khoảng độ từ 45 đến 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ nhá. Từ 45 đến 60 phút, được không? Rồi ờ, ok, xin chào chúc Đào, xin chào các em. À, đã có khoảng gần 90 bạn vào xem rồi này. <laughs> ok nhá. Chị tin rằng là cũng có nhiều bạn ở đây là lần đầu tiên xem những phần phát trực tiếp cùng với chị. Thì các em hãy cố gắng là chúng ta chuẩn bị giấy bút Bởi vì trong mỗi phần phát trực tiếp thì chị đều cùng với các bạn ghi chép mà Cho nên là các em tự tác chuẩn bị giấy bút Và ghi lại những cái phần mà có thể là chị nói cái câu nói đó Các em cảm thấy tâm đắc các em cũng có thể ghi lại luôn Ok không? Đừng chỉ nghe không nhá Đừng chỉ nghe không mà chúng ta hãy học bằng nhiều những cái cách khác nhau Để xem xem là mình học bằng cách nào là tối ưu nhất Được không nào? Nghe không thì nó sẽ dễ bị quên lắm nhá Ừ. Rồi ok Ừ. Xin chào Nguyễn Hiền, xin chào Linh Nguyễn Đó, các em ơi gọi bạn bè vào học cùng với chị nhá <laughs> sao lại không biết hết về sơ đồ tư duy về sơ đồ tư duy ấy thì chúng mình quan trọng nhất là phải hệ thống được cái cấp độ ý sau đó là chúng mình cứ sắp xếp làm sao cho những cái cấp độ ý tương đương với nhau thì uh, cái hình dạng của nó phải giống nhau này để chúng ta làm sao nhìn vào nó dễ hơn và nhìn nó khoa học hơn sau đó là chúng ta chủ yếu là sử dụng từ khóa trong sơ đồ tư duy thôi chứ chúng ta không dùng những cái cách diễn đạt ở trong đấy khiến cho sơ đồ tư duy của chúng ta làm sao ạ à? quá là dài Được không ạ à? chữ thì nhỏ xíu li ti như vậy thì lại càng khó học hơn chứ không phải là dễ học hơn đâu ok chưa nhá rồi thôi được rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu chiến dịch ôn thi học kỳ cùng với chị được chưa nào và bạn đồng hành cùng với chị trong chiến dịch này chính là bộ sổ tay văn học được không và đặc biệt là trong nội dung kiến thức ngày hôm nay chị sẽ ôn tập cùng với các bạn những tác phẩm văn học việt nam hiện đại Chúng ta gồm có những bài thơ nào nhỉ? À chúng ta có thứ nhất bài thơ đồng chí của tác giả Trinh Hữu Thứ hai chúng ta có bài thơ về tiểu đội xe không kính của tác giả Phạm Tiến Duật Thứ ba chúng ta có đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận đúng không? Thứ tư chúng ta có ánh trăng của Nguyễn Duy Thứ năm chúng ta có bếp lửa của Bằng Việt Thứ sáu chúng ta có những tác phẩm văn xuôi như là Làng của Kim Lân Thứ bảy là Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long Và thứ tám cuối cùng chính là Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng đồng ý với chị không nhá yeah. ừ um. đó cho nên là Ngày hôm nay thì chị sẽ cùng với các bạn chúng ta lượt lại kiến thức của toàn bộ những tác phẩm đó dựa trên một cái bảng thống kê như thế này. Chị tin rằng là khi mà chúng ta có số lượng kiến thức, có cái khối lượng kiến thức nhiều ấy thì cách lập bảng là cái cách rất là dễ để chúng ta hệ thống lại toàn bộ kiến thức đó. Được không? Và mỗi tác phẩm thì các em sẽ ôn tập dựa trên những cái thông tin như sau. Thứ nhất là về tác giả. Được không ạ? À? Ở đây chị có bài thơ đồng chí của tác giả chính hữu nhá. Thì chúng ta nhớ được những cái từ khóa liên quan đến tác giả này để chúng ta hình dung được là à chính hữu là một nhà thơ mà trưởng thành là một nhà thơ quân đội được không ạ là một nhà thơ quân đội nghĩa là ông vừa tham gia chiến đấu vừa sáng tác thơ được không và ông tham gia cả hai cuộc chiến là cuộc kháng chiến chống pháp và cuộc kháng chiến chống mỹ các em nhé chứ không phải là chính hữu chỉ tham gia cuộc kháng chiến chống pháp đâu được không nhưng ông là một trong số những cái cây bút tiêu biểu từ thời kháng chiến chống pháp cơ và bài thơ đồng chí chính là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của thời kỳ này được không nào? Và chính hữu này, ở đây mỗi tác giả chúng ta có một ý về cuộc đời, được không ạ? À? Và một ý về phong cách sáng tác để chúng ta dễ dàng vận dụng trong quá trình chúng mình viết. Về phong cách sáng tác của chính hữu này, nhắc đến chính hữu là chúng ta nhắc đến một cái giọng thơ như thế nào ạ? À? à, giản dị, mộc mạc và vô cùng hàm súc. Được không? Giản dị, mộc mạc và hàm súc. Rồi, chúng ta chuyển sang về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ đồng chí nhé. Bài thơ này ra đời vào năm 1948, những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp với rất nhiều những cái thiếu thốn, gian khổ trong quân đội của chúng ta. Đúng không? Và uh, chính hữu thì sáng tác bài thơ này khi mà ông đang nằm trên giường bệnh sau khi đã cùng với đồng đội chiến thắng trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947 đúng không nào các em nhá cho nên là phải chăng rằng là những câu thơ ra đời khi mà chính hữu nhớ về đồng đội của mình nhớ về một cái uh, quãng thời gian kháng chiến gian khổ như vậy cho nên là nó mới vô cùng xúc động như thế đúng không ạ thì ở đây về bài thơ đồng chí chúng ta ghi nhớ về tác giả chính hữu này về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này là như vậy nhá hoàn cảnh sáng tác ấy các em ghi nhớ được năm và hình dung được là năm đó là nằm trong thời kỳ nào có nghĩa là bối cảnh chung của đất nước chúng ta ra sao ok không nhá ừ uhm. <laughs> ok không nào các em nhá được không các em ok chưa <laughs> à chị không bỏ tay ra được em ạ chị đang nói đến đâu để chị chỉ đến đấy để các em hình dung ra được không nhá các bạn nhá được không chị không thể bỏ tay ra được bỏ tay ra được làm sao các bạn biết là chị đang nói đến đâu nên là chị bắt buộc phải làm như này ok không em rồi bây giờ chúng mình đến phần nội dung này về bài thơ đồng chí của tác giả chính hữu thì chúng ta chú ý đến nhá trong phần nội dung này là các em có thể sử dụng trong việc là chúng mình vận dụng những kiến thức này để hình dung lại kiến thức và nội dung của toàn bộ văn bản được không À bài thơ đồng chí thì nhắc đến tình đồng chí đồng đội của những người lính dựa trên những cơ sở này, cùng chung cảnh ngộ và lý tưởng chiến đấu, được thể hiện một cách rất là tự nhiên, bình dị, sâu sắc với những biểu hiện mà chính hữu đã đem đến cho chúng ta về tình đồng chí đồng đội đó. Đúng không? Bên cạnh đó nhá, là chúng ta còn có những hình dung cụ thể về hình tượng người lính cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp đấy và sự gắn bó keo sơn của họ đã tạo thành sức mạnh và vẻ đẹp tinh thần của anh bộ đội cụ hồ. Ok chưa? Nhá, đó <laughs> Rồi, tiếp tục này các em Về nội dung và nghệ thuật thì các em có thể vận dụng cái phần ghi nhớ được đóng khung trong sách giáo khoa Đó chính là những cái từ khóa quan trọng nhất về tác phẩm của chúng mình Được chưa? Còn về cụ thể những cái tiến trình phân tích như thế nào thì sang đến cột này chị sẽ trao đổi cùng với các bạn Ở đây nhá, bên cạnh nội dung chúng ta cũng cần ghi nhớ được nghệ thuật <laughs> Ok chưa? Nhá, đấy là về phần nghệ thuật là chúng ta phải nắm được là những cái đặc sắc khi mà tác giả sử dụng ngôn ngữ như thế nào này, thể thơ ra sao này, giọng điệu như thế nào được không? À ở đây bài thơ đồng chí có chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ rất là giản dị, chân thực, cô đọng, giàu sức biểu cảm. Cái này nó hoàn toàn thống nhất với cả phong cách thơ của chính hữu đúng không hoàn toàn thống nhất với phong cách thơ của chính hữu tiếp tục này hình ảnh thơ mà tác giả này sử dụng vừa có sự sáng tạo vừa gắn liền với hiện thực vậy là hiện thực trong đời sống hiện thực ở trong cái cuộc chiến đấu kháng chiến chống pháp rất nhiều gian khổ đó thì đã được chính hữu đưa lên trang thơ nhưng cùng với đó là những cái tình cảm được gửi gắm ở trong đấy đúng không ạ cho nên là hình ảnh thơ vừa sáng tạo vừa mang tính chất và vừa hiện thực lại vừa lãng mạn nữa rồi rồi, đi đến ở đây nhá. Trong phần phân tích này, chúng ta hãy chú ý cho chị, có nghĩa phần này chúng ta sẽ là liệt kê lại cái bố cục mà chúng ta phân tích. Bài thơ Đồng chí chúng ta có bao nhiêu phần nhỉ? À, có 3 phần đúng không? Phần đầu tiên, phần đầu tiên chúng ta có cơ sở hình thành tình đồng chí, đúng không ạ? Cơ sở hình thành tình đồng chí. Cơ sở hình thành tình đồng chí. Được không nào? Nhá, tiếp tục này, cơ sở hình thành tình đồng chí thì được thể hiện qua 7 câu thơ đầu tiên các em nhá. Đó, 7 câu thơ đầu tiên là chúng ta có được cơ sở hình thành tình đồng chí rồi này. Cơ sở hình thành tình đồng chí chúng ta có những cơ sở nào? À, chúng ta có à, chung nguồn gốc xuất thân này, đúng không ạ? Chung cái tình cảm đối với quê hương đất nước này, chung cái tình yêu nước đấy. Rồi là gì nữa nhỉ? à rồi là cùng chia sẻ với nhau những cái khó khăn trong trong phần à, trong cái cuộc sống chiến đấu gian lao hàng ngày cho nên là tất cả những điều đó đã tự trung lại và hình thành nên tình đồng chí được kết tinh trong câu thơ thứ bảy đấy đồng chí đúng không ạ rồi đến 10 câu thơ tiếp theo chúng ta có nội dung là gì nhỉ à những cái biểu hiện cao đẹp về tình đồng chí đúng không Đúng không các em nhá? Chúng ta có 10 câu thơ tiếp theo đấy. Chúng ta trong 10 câu thơ này chúng ta sẽ phân tích theo bố cục là gì nhỉ? À ba câu thơ đầu đúng không ạ? Dượng nước anh gửi bạn thân cày gian nhà không mặc kệ gió lung lay, giếng nước gốc đa nhớ người gia lính. Đó là họ đã chia sẻ với nhau những cái tâm tư hàng ngày, những cái tâm sự thầm kín hướng về hậu phương. Đó là hạn ba câu thơ đó được không ạ? Tiếp tục chúng ta có 7 câu thơ tiếp theo là tình đồng chí là sự chia ngọt sẻ bùi cùng với nhau vượt qua gian khổ trong chiến tranh. Đó là những câu thơ mà chúng ta vô cùng ấn tượng với là gì nhỉ? Thương nhau tay nắm lấy bàn tay, đúng không ạ? Hãy ghi nhớ cái hình ảnh tay nắm lấy bàn tay này nhé. Thương nhau tay nắm lấy bàn tay, một cái tình cảm được trao cho nhau thông qua cái hình ảnh tay nắm bàn tay. Tay nắm bàn tay là truyền cho nhau cái động lực, truyền cho nhau cái hơi ấm giữa thời tiết khắc nghiệt, truyền cho nhau cái sự quyết tâm trong chiến đấu. Nhưng nó cũng là cái nắm tay thiết tha, cái nắm tay chân thành của những người nông dân mặc áo lính các em nhé. Nhớ chưa? Những người nông dân mặc áo lính các bạn ạ chúng mình sẽ phân biệt với cả hình ảnh là bắt tay qua cửa kính vỡ rồi trong bài thơ đồng à, trong bài thơ bài thơ về tiểu độ xe không kính ok không các em ừ đó nhá rồi đó tiếp tục nào cuối cùng chúng ta có ba câu thơ cuối là cái biểu tượng các em nhá là một cái biểu tượng biểu tượng cho tình đồng chí đồng đội À chúng ta có gì nhỉ? Đêm nay rừng hoang sương muối đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới đầu súng trăng treo Ok chưa? Đó thì đấy là đã hình thành nên một cái biểu tượng mà các bạn đặc biệt chú ý giúp chị là câu thơ cuối cùng Đầu súng trăng treo, ý nghĩa biểu tượng của nó là gì? À, đầu súng thì biểu tượng cho cái gì ạ? À? à đầu súng biểu tượng cho chiến tranh này, đúng không ạ? À? Biểu tượng cho à, sự khốc liệt của chiến tranh, đầu súng còn biểu tượng cho cái gì nhỉ? À biểu tượng cho cuộc đời người lính, còn trăng treo thì lại là thiên nhiên tươi mát là tâm hồn nghệ sĩ đúng không qua đó chúng ta thấy được là đây là một hình ảnh thực phải có cái sự trải nghiệm và thực tế tham gia chiến đấu thì tác giả mới có thể quan sát được một cái hình ảnh thú vị như thế này để đưa lên trang thơ đó là một hình ảnh thực nhưng đó cũng là cái hình ảnh mà mang giàu rất là giàu cái ý nghĩa biểu tượng biểu tượng cho tình đồng chí đúng không ạ họ gắn bó bên nhau và họ đã quan sát để rồi đưa cái hình ảnh này lên trang thơ được không nào ok nhá đó thì các bạn chú ý đến những cái nội dung cụ thể như vậy ở trong mỗi tác phẩm giúp chị tiếp tục này cũng là một bài thơ về đề tài người lính trong chiến tranh chúng ta có bài thơ về tiểu độ xe không kính được không bài thơ về tiểu độ xe không kính chúng ta có tác giả phạm tiến duật đây là một nhà thơ à một nhà thơ trẻ tiêu biểu của thời kỳ kháng chiến chống mỹ con chim lửa của rừng trường sơn huyền thoại đấy được không ạ thơ của ông có sức mạnh như cả một binh đoàn à cả một sư đoàn trùng trùng ra trận các em ạ được chưa đó là về thơ của phạm tiến duật bởi vì sao bởi vì ông trong thơ của ông cũng mang cái phong cách là gì ngang tàng trẻ trung cứng cỏi đúng chưa nào pha chút kiêu bạt đấy của cuộc đời người lính và đó cũng là cái đặc trưng là cái tính cách của một thế hệ tham gia cuộc kháng chiến chống mỹ lúc bấy giờ là những thế hệ gì nhở những thế hệ trẻ xếp bút nghiên lên đường ra mặt trận phạm tiến giờ thời đó là khi mà vừa tốt nghiệp trường đại học sư phạm hà nội với cái sức trẻ của mình đã tự nguyện tham gia chiến đấu đúng không ạ tham gia vào cái con đường trường sơn rồi rất nhiều những cái sự khốc liệt gian lao của chiến tranh để rồi ông đưa cái hiện thực đó đưa cái sự khốc liệt đó lên trang thơ nhưng bằng một cái giọng thơ ngang tàng trẻ trung nhưng cũng vô cùng cứng cỏi được không ạ? Đó, thì đó là về thơ của Phạm Tiến Duật và bài thơ về từ độ xe không kính là một trong những tác phẩm rất nổi tiếng của tác giả này, sáng tác vào năm 1969, được không? Sáng tác vào năm 1969 vào cái giai đoạn mà chiến tranh kháng chiến chống Mỹ, đúng không ạ? Chiến tranh chống Mỹ diễn ra rất ác liệt. <laughs> Ok không? À chị nói chậm một chút à Ở đây là chị đã chuẩn bị những phần kiến thức này rồi Và các em cố gắng quan sát nhá Các em, các bạn cố gắng quan sát và lắng nghe Được không? Ừ, chị sẽ cố gắng nói chậm xuống một chút xíu Để các bạn có thể bắt kịp được <laughs> Ok nhá Rồi Về nội dung của bài thơ về tổ đội xe không kính về tác giả Phạm Tiến Duật và về hoàn cảnh sáng tác các bạn nắm được chưa? Chúng ta sẽ ghi nhớ vào những cái từ khóa như thế này nhé. Để mỗi khi hỏi đến hoàn cảnh sáng tác là chúng ta nhớ đến năm sáng tác này. Nhớ đến cái bối cảnh đất nước ta lúc bấy giờ. Ok chưa? Rồi, tiếp tục này. Về nội dung của bài thơ về tử đội xe không kính chúng ta được biết, đây là một bài thơ đã đem đến một hình ảnh rất là độc đáo. Phạm Tiến Duật đã phát hiện ra một hình ảnh rất độc đáo của hiện thực chiến trường đó chính là hình ảnh những chiếc xe không kính. Để rồi qua đó, ông đã khắc họa thành công hình ảnh người lính lái xe Trường Sơn với tư thế hiên ngang, lạc quan với tinh thần dũng cảm, đúng không ạ? Với ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt, đó chính là hình ảnh những người lính lái xe bằng cái gì nhỉ? A, à, bằng ngôn ngữ, giọng điệu trẻ trung, hóm hỉnh, vô tư, bằng một lời thơ gần gũi với lời văn xuôi. Gần như lời văn xuôi đấy, không có kính không phải vì xe không có kính. Các em thấy không? Một câu thơ nhưng mà cái chất văn xuôi của nó đậm đà trong đó như là một câu văn tự sự vậy. Rồi, bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi, như là một lời đáp cho câu hỏi là tại sao những chiếc xe này lại không có kính? Đó, thì Phạm Tiến Giờ đã dùng hai câu thơ để trả lời cho câu hỏi đó Không có kính, không phải vì xe không có kính Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi Rồi là cái chất tự sự ấy, đúng không ạ? Nó còn thấm nhuần trong những cái câu thơ mang đậm tính khẩu ngữ Không có kính, ừ thì có bụi, bụi phun tóc trắng như người già, đúng không? Rồi là không có kính, ừ thì ướt áo, mưa tuôn mưa suối, à mưa tôn mưa xối như ngoài trời Thấy không? Ok chưa? Nhá, thì đó chính là lời thơ gần với lời văn xuôi Nó giàu cái chất tự sự và giàu cái tính khẩu ngữ ở trong đó Được chưa nào? Nhá, thì đó là những cái đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ này Khi mà phân tích tiểu độ bài thơ về tiểu độ xe không kính ý Thì các em hoàn toàn có thể là phân tích dựa trên toàn bộ bố cục của bài thơ Được không? Nhưng ở đây là chị hay hướng các bạn phân tích theo cái hướng này để chúng mình dễ hơn này Đó là đầu tiên chúng ta tập trung vào hình ảnh Hình ảnh những chiếc xe Hình ảnh những chiếc xe không kính được không các em hình ảnh những chiếc xe không kính nhé và bên cạnh đó là chúng ta sẽ chú ý đến à phần kiến thức này sẽ rộng hơn này sẽ rộng hơn và nhiều hơn sâu hơn này đó chính là hình ảnh người lính lái xe các em nhé hình ảnh người lính lái xe được chưa ok chưa đó Ừ. Thì ở đây hình ảnh những chiếc xe không kính và hình ảnh những người lính lái xe Thì riêng về hình ảnh những người lính lái xe chúng ta sẽ chú ý đến thứ nhất là gì nhỉ? À chú ý đến tư thế đúng không ạ? thấy chưa? a à, bom giật bom dung kính vỡ đi rồi ung um dung buồng lái ta ngồi nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng nhìn thấy gió vào xa mắt đắng nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim thấy sao trời và đột ngột cánh chim như xa như ùa vào buồng lái đúng không ạ rồi tiếp tục là những câu thơ cho thấy được cái tinh thần lạc quan đúng không tinh thần lạc quan coi thường gian khổ là hai hai đoạn thơ mà có cái cấu trúc là không có kính ừ thì đấy không có kính ừ thì ướt áo rồi không có kính thì ừ thì có bụi để cho thấy được là cái tinh thần quyết tâm cái tinh thần dũng cảm và coi thường gian khổ họ có thể biến những cái gian khổ của đời sống chiến trường trở thành những cái điều thuận lợi cho cái cuộc sống chiến đấu của mình đúng không ạ nhá đó và cuối cùng và cuối cùng chúng ta còn thấy được à chúng ta còn thấy được là cái tình đồng chí đồng đội đúng không ạ tình đồng chí đồng đội cái sự trẻ trung của những người lính đấy, những chiếc xe từ trong bom rơi, đã về đây họp thành tiểu đội, gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới, bắt tay qua cửa kính vỡ rồi. Bếp hoàng cầm ta dựng giữa trời, trung bát đũa nghĩa là gia đình đấy, võng mắc trong tranh đường xe chạy, lại đi, lại đi, trời xanh thêm. Đúng không? Và cuối cùng chính là À, ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt được thể hiện rõ nhất thông qua khổ thơ cuối cùng đấy. Không có kính rồi xe, không có đèn, không có mui xe, thùng xe có xước, xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim, đúng không ạ? Trái tim đó các em đặc biệt chú ý đến hình ảnh là Chỉ cần trong xe có một trái tim À trái tim đó vừa là hoán dụ cho cho hình ảnh người lính lái xe ở trong buồng lái nhưng đó cũng là ẩn dụ cho cái gì à cho cái sự trẻ trung cho cái tinh thần của người lính đúng không ạ cho cái tinh thần cho sự quyết tâm chiến đấu và đó cũng là ẩn dụ cho cái gì à ẩn dụ cho cái sự quyết tâm ẩn dụ cho cái niềm hy vọng lạc quan vào một ngày mai chiến thắng đúng không ạ và một ngày mai giải phóng được miền nam thống nhất đất nước được chưa? Thì các bạn, à cái trái tim đó thì chỉ cần trong xe có một trái tim Đó chính là cái thứ tinh thần Là cái có đối lập với hoàn toàn tất cả những cái không ở phía bên trên Nó có thể khỏa lấp cho tất cả những cái thiếu thốn gian lao của chiến tranh đã để lại Khiến cho những người lính lái xe của chúng ta phải gặp rất nhiều những cái gian khổ Đúng không ạ? Đối lập với là không có kính, không có đèn, không có mui xe rồi thùng xe có xước Đúng không? Thì chỉ cần trong xe có một trái tim Đấy, thì các bạn đặc biệt chú ý đến hình ảnh là chỉ cần trong xe có một trái tim giúp chị nhá Được không nào? Ok chưa? Để chúng mình thấy được là cái tinh thần của người lính và chúng mình cũng thấy được cái phong cách sáng tác trẻ trung này, sôi nổi, ngang tàng và có chút tếu táo của nhà thơ Phạm Tiến Duật Ok chưa? <cười> <cười> ok nhá Rồi, đó ừ, Thì đó là về bài thơ về tiểu đội xe không kính được không? Được không nào? rồi tiếp tục này các em ơi ở đây ý, chị xin nhắc lại cho các bạn đó chính là ở trong những buổi học ôn tập như thế này thì chị sẽ nhận đặt cái mục tiêu là có thể khảo sát được hết tất cả những cái mảng kiến thức của các em cho nên là bắt buộc vì sự giới hạn của thời gian chị không thể trong một buổi tối mà ôn tập kỹ cho tất cả các bài các tác phẩm được thì thay vào đó là những tác phẩm này chị đã trao đổi rất kỹ với các bạn ở trong những phần phát trực tiếp trước ở trên fanpage rồi. À, qua chiến dịch vẽ sơ đồ tư duy này đúng không ạ? À? Qua những cái phần chia sẻ từ rất lâu rồi cho nên là các em hoàn toàn có thể tìm lại những video đó ở trên fanpage giúp chị được không? Vở còn cái phần chiến dịch ngày hôm nay là với mục đích là cùng chúng ta thống kê lại những gì chúng mình đã học để xem là các em có bất chợt quên đi cái gì không. Được không? Khi mà hệ thống lại như thế thì chúng ta sẽ hoàn toàn tự tin chứ chúng ta không bị học tủ, học lệch. Ừ, ok nhá. Rồi, đó là về hai bài thơ đầu tiên. Tiếp tục chúng ta có gì nhỉ? À, chúng ta có đoàn thuyền đánh cá. Đúng không? Đoàn thuyền đánh cá. Đoàn thuyền đánh cá. Của tác giả gì nhỉ? Huy Cận, đúng không? Đây là một cây bút mà đã sáng tác từ phong trào thơ mới đúng không? Huy Cận đã ghi dấu trên thi đàn với những bài thơ từ phong trào thơ mới rồi cơ. Thì hồi đó thì thơ ông có cái sự ảo não, có cái sự u buồn đúng không ạ? Có cái sự bế tắc ở trong đó nữa thể hiện qua bài rất là tiêu biểu là bài thơ Tràng Giang. Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp Con thuyền xuôi mái nước song song Đấy đúng không ạ? Thì cái không khí ở trong thơ của của Huy Cận lúc bấy giờ ấy Lúc nào cũng là một cái nỗi buồn đúng không ạ nỗi buồn nỗi u sầu ảo não nhưng sau cách mạng thì mặc dù là vẫn sáng tác với cái nguồn cảm hứng là thiên nhiên và vũ trụ Nhưng lúc bấy giờ thiên nhiên và vũ trụ hòa hợp gắn bó với con người Mang một cái sức sống mới trong một cuộc sống mới Cho nên chúng ta chú ý đến Huy Cận trong cái phong trào sáng tác sau cách mạng nhá các em nhá Bởi vì bài thơ đoàn thuyền đánh cá của chúng ta là ra đời sau cách mạng các em ạ nhá, Thì chúng mình sẽ chú ý đến giọng thơ của Huy Cận đúng không ạ Chú ý đến phong cách thơ của Huy Cận sau cách mạng tháng 8 được chưa? Sau cách mạng tháng 8 thì thơ ông có cái gì nhỉ? À thơ ông có cái đặc điểm là Đây À tràn đầy sức sống Được không các em? Tràn đầy sức sống này Đúng không ạ? À? Có nhiều cái hình ảnh lãng mạn này Nhưng vẫn giữ nguyên cái nguồn cảm hứng Cảm hứng về cái gì? Cảm hứng về thiên nhiên vũ trụ Về thiên nhiên thiên nhiên vũ trụ ok chưa nhá đó đó là về huy cận về bài thơ Hoạn đoàn thuyền đánh cá thì chúng ta thấy được rằng là à bài thơ này được sáng tác nhân một cái chuyến đi thực tế ở vùng mỏ quảng ninh của tác giả huy cận chúng ta đã thấy được bài thơ này ra đời vào năm 1958 nghìn chín chưa đây vào cái thời điểm này thì miền bắc của chúng ta đang đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội nó có một cái không khí lao động hăng say mà nhà thơ đã vô cùng xúc động trước cái cảnh đó và đã sáng tác lên bài thơ này đúng không ạ thì ở đây là năm 1958 bối cảnh của đất nước ta đó là miền bắc thì đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội còn miền nam thì vẫn kiên cường trong cuộc kháng chiến chống mỹ thống nhất đất nước đúng không thì ở đây các em có thể ghi là nhân cái chuyến đi thực tế của tác giả ở mùng mỏ quảng ninh nhớ chưa chưa? Để thấy được là cái chất hiện thực ở trong thơ của Huy Cận không phải là ở uh, thơ của ông chỉ toàn những cái điều lãng mạn, đúng không ạ? Chỉ toàn những cái điều lãng mạn phóng đại, phi thường mà ở đây là còn là cũng có cái chất hiện thực gắn liền với cái uh, chuyến đi thực tế của Huy Cận ở vùng Mỏ Quảng Ninh các em nhé. <laughs> Ok chưa? Đó, đó là về tác giả Huy Cận này, về bài thơ Đoàn thuyền đánh cá này. Tiếp tục, đặc sắc nội dung của bài thơ này là gì nhỉ? À, ở đây chúng ta thấy này, bài thơ đã thể hiện cái gì? Thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người lao động, được không ạ? S sự hài hòa giữa cái gì? Giữa thiên nhiên và con người lao động bên cạnh đó quan trọng hơn là chúng ta thấy được cái gì thấy được cái tinh thần lao động đúng không ạ niềm vui thấy được cái niềm vui sự hăng say lao động đúng không ạ là một bức tranh đấy người ta vẫn ví là đoàn thuyền đánh cá là một bức tranh ca ngợi cuộc sống mới và con người mới mà đúng không ca ngợi cuộc sống mới và con người mới với cái đặc sắc nghệ thuật là gì nhỉ các em nhỉ à chúng ta thấy xuất hiện trong đoàn thuyền đánh cá là rất nhiều hình ảnh thơ nhiều hình ảnh thơ như thế nào đẹp này đúng chưa nhiều hình ảnh thơ đẹp này tráng lệ này đúng không nào rồi sự sáng tạo hình ảnh thơ bằng cái sự liên tưởng tưởng tượng rất phong phú và độc đáo đúng không nào và âm hưởng tiếp tục này âm hưởng hoặc là em có thể hình dung đến nhịp thơ đấy, rất là à, rất là khỏe khoắn. Hào hùng lạc quan mặt trời xuống biển như hòn lửa sóng đã cài then đêm sập cửa đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi câu hát căng buồm cùng gió khơi đúng không ạ hát rằng cá bạc biển đông lặng cá thu biển đông như đoàn thoi đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng đến dệt lưới ta đoàn cá ơi đấy thì hai khổ đầu chúng ta thấy được là cái bố cục phân tích của chúng mình ý đó chính là đầu tiên là cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi khi nào nhở à khi hoàng hôn với những cái hình ảnh nhân hóa nhá Với những cái hình ảnh nhân hóa và so sánh ấy Mặt trời xuống biển như hòn lửa Được chưa? Sóng đã cài then đêm sập cửa Thì ở đó có những hình ảnh so sánh và hình ảnh nhân hóa rất là độc đáo Để cho thấy được là tác giả có những cái sự quan sát đối với thiên nhiên và vũ trụ Rất là độc đáo đúng không nào? Đó, đấy là về cảnh đầu tiên nhá Tiếp tục chúng ta chú ý đến nó là cảnh đánh cá trên biển đêm Được không nào? Cảnh đánh cá trên biển đêm Thì ở đây chúng mình chú ý đến gì? Chúng mình chú ý đến hai hình ảnh là thiên nhiên và con người Nhớ nhá, thiên nhiên và con người Thì trong mỗi khổ thơ đều có sự hòa nhập giữa thiên nhiên và con người Nhưng ở đây thiên nhiên thì luôn luôn là lớn lao rồi Mang cái tầm cỡ vũ trụ rồi Nhưng con người, tầm vóc của con người cũng được Huy Cận miêu tả Mang cái tầm vóc tương đương như thế Đúng không ạ? Con người làm chủ thiên nhiên chứ không hề nhỏ bé trước thiên nhiên đúng không gõ thuyền đã có nhịp trăng cao cơ mà tôi biển cho ta cá như lòng mẹ nuôi lớn đời ta tự buổi nào đó thì cái cảnh đánh cá trên biển đêm các em cũng chú ý đến con người và thiên nhiên ở đó là cái sự hài hòa ở đó là sự giúp sức lẫn nhau để có thể chinh phục được cái chuyến ra khơi này để có thể chinh phục được biển cả ok không nhá nhưng ở đó chúng ta lại thấy được một cái yếu tố rất là đặc biệt đó là con người hăng say trong quá trình lao động nhưng vẫn luôn luôn mang trong mình cái niềm biết ơn đối với thiên nhiên đối với mẹ biển cả vì đã cho ta cá như lòng mẹ cơ mà đúng không ạ lao động hăng say nhưng cùng với đó là cái niềm biết ơn nhá yeah. các em cố gắng ghi nhớ được những cái điều đó thì cái cảnh đánh cá trên biển đêm với rất nhiều những cái hình ảnh tráng lệ này con người thì được à mang cái tầm vóc sánh ngang với cả vũ trụ làm chủ thiên nhiên vũ trụ để cùng với cả thiên nhiên chinh phục cái quá trình đánh cá này chinh phục cái chuyến ra khơi để làm nên những một cái vụ đánh cá bội thu được không ạ rồi cuối cùng là à cảnh đoàn thuyền trở về đúng không ạ cảnh đoàn thuyền trở về khi bình minh Ok chưa? Nhá đó là về bài thơ đoàn thuyền đánh cá chị tin rằng là tác phẩm này thì không có gì là quá khó khăn nhưng mà nó sẽ có một số những cái cần chú ý đó chính là có rất nhiều những cái biện pháp tu từ ở trong bài thơ này các em cứ ghi lại các em sẽ học bằng cách là chúng ta chép lại thơ này xong rồi là ra soát lại đọc lại từng câu từng chữ xem là ở đây có biện pháp tu từ nào không được không có biện pháp tu từ nào không và tác dụng của biện pháp đó là gì để chúng mình hoàn toàn đạt được những cái số điểm tối đa trong phần đọc hiểu các em nhé được chưa? Ok không nào? Nhá, đó là về đoàn thuyền đánh cá của tác giả Huy Cận này